Với tuổi đời trên 120 năm, hiện nay Castro đang nắm giữ vai trò là một trong những tên tuổi lớn nhất trên thị trường dầu nhất. Trong đó, Manatek đang là cái tên hot nhất với hàng loạt ưu điểm và chứa đựng những công nghệ vượt trội so với các loại dầu khác. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về thương hiệu dầu nhất ô tô Castrol Manatek. Về cơ chế hoạt động của dầu nhất. Đầu tiên, cần phải nhắc lại quy trình hoạt động của dầu nhất. Khi khởi động xe, dầu sẽ được bơm từ bể chứa, đi qua cốc lọc rồi theo các mạch dẫn len lỏi tới khắp các ngóc ngách trong động cơ để thực hiện nhiệm vụ làm mát, bôi trơn và vệ sinh các chi tiết máy bằng kim loại. Sau đó, dầu nhất sẽ chảy về lại các bể chứa dầu trước khi tiếp tục được bơm lên và thực hiện lại toàn bộ quá trình một cách tuần hoàn liên tục. Trong toàn bộ quá trình hoạt động của động cơ, thì giai đoạn khi máy vừa khởi động sẽ là lúc các chi tiết bằng kim loại sẽ bị tổn thương nhất. Bởi trước đó khi tắt máy, dầu bôi trơn đã chảy về các bể chứa và do vậy khi vừa khởi động, cần thời gian để dầu nhất có thể được bơm trở lại các chi tiết máy và bảo vệ chúng. Nghiên cứu cho thấy, cần phải mất ít nhất 20 phút từ khi khởi động thì dầu nhất mới có thể đạt tới trạng thái hoạt động tối ưu nhất. Thứ hai, công nghệ đua lốc đột phá vượt trội của Castrol Manatek. Tương ứng, theo tính toán của các nhà khoa học, tỷ lệ hao mòn động cơ có thể chiếm tới 75% trong giai đoạn xe khởi động. Và đây chính là thời điểm mà Castrol Manatek phát huy được tác dụng của nó, thực hiện điều mà các sản phẩm khác không thể làm được, đó là bảo vệ động cơ tức thì ngay từ khi khởi động. Với các sản phẩm thông thường như đã đề cập ở trên, khi động cơ dừng, dầu sẽ chảy ngược trở lại bình chứa. Nhưng các phân tử dầu thông minh Castrol Manatek thì không. Như công nghệ đua lốc, các phân tử dầu này vẫn sẽ tiếp tục bám chặt vào các chi tiết máy quan trọng như nam châm, từ đó hình thành màng dầu mạnh mẽ, giúp bảo vệ vượt trội, giảm đến 50% mài mòn động cơ ngay từ khi khởi động và trong suốt quá trình khởi động. Thứ ba, lợi ích dầu gốc công nghệ tổng hợp toàn phần của Castrol Manatek. Các nhà sản xuất luôn khuyên người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm dầu nhất cao cấp với gốc dầu tổng hợp toàn phần nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho chiếc xe. Vậy lợi ích tốt nhất mà dầu tổng hợp toàn phần có thể đem lại ở đây so với các sản phẩm khác là gì? Đầu tiên phải xét tới xuất xứ. Do được tổng hợp từ các chất hóa học nên dầu nhất tổng hợp toàn phần có thành phần tinh khiết hơn, không lẫn nhiều tạp chất như các sản phẩm dầu khoáng có được từ quá trình khai thác mỏ. Xuất phát từ đây, dầu tổng hợp toàn phần sở hữu những ưu điểm vượt trội hơn so với các sản phẩm dầu khoáng, đó là khả năng kháng axit hóa và oxy hóa vượt trội, ổn định hơn về mặt thành phần hóa học và có kết cấu phân tử ổn định hơn cũng như tuổi thọ cao hơn. Nói ngắn gọn, sản phẩm dầu tổng hợp toàn phần Castrol Manatek có thể giúp bảo vệ động cơ tốt hơn, giúp vệ sinh động cơ sạch hơn, duy trì độ nhớt, trạng thái hoạt động tối ưu, bền hơn và bảo vệ hệ thống tăng áp tốt hơn. Bên cạnh Castrol Manatek 10W40 với hàng loạt những ưu điểm kể trên, thương hiệu Anh Quốc cũng tung ra thị trường sản phẩm dầu nhớt Castrol Manatek SUV 5W30 dành riêng cho những chiếc ô tô gầm cao, vốn ngày càng phổ biến hơn trên đường phố hiện nay. Nhưng tại sao lại là sản phẩm dành riêng cho những chiếc SUV mà không phải là loại xe khác? Đó là vì các loại SUV thường phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau và di chuyển trên các loại địa hình đa dạng, từ những chặng đường di chuyển ngắn trong đô thị cho đến những chuyến hành trình dài với tải trọng nặng hay phải vượt qua địa hình khó khăn như đồi núi, bùn cát trơn trượt và đôi khi là cả sông suối. Vì vậy, Castrol đã phát triển thành công Castrol Manatek SUV, sản phẩm bảo vệ toàn diện trong điều kiện lái xe đa dụng hiện đại, giúp chống mài mòn tốt hơn đến 50% trong quá trình làm nóng máy, chạy rừng và tải trọng nặng. Ngoài ra, không thể không kể tới sản phẩm Castrol Manatek Stoptat 5W30. Đây là sản phẩm dầu nhất có xuất xứ cầu tổng hợp toàn phần cao cấp, giúp giảm đáng kể mài mòn trong giai đoạn làm khởi động và chạy, dừng lên đến 50%, đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu lên đến 3,95% mỗi năm trong tình trạng kẹt xe hiện nay. Tổng kết lại, với hàng loạt những ưu điểm kể trên, cũng như con số cụ thể đã minh chứng qua hàng loạt những thử nghiệm tiêu chuẩn khắt khe, người tiêu dùng có lẽ đã quá đủ lý do và sự tin tưởng để yên tâm lựa chọn Castrol Manatek cho chiếc xe của mình. Dipro Việt Nam là địa chỉ chăm sóc xe ô tô uy tín chuyên nghiệp hàng đầu. Đối với dịch vụ thay dầu máy ô tô, Dipro cung cấp dịch vụ thay dầu máy ô tô chính hãng, chế độ bảo hành cùng cam kết về chất lượng dịch vụ luôn được đảm bảo. Nếu bạn cần tư vấn về vấn đề chăm sóc và bảo dưỡng xe, hãy để lại câu hỏi bên dưới video. Dipro sẽ trực tiếp tư vấn đến bạn. Đừng quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe Dipro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.